Sâu ạ, hôm nay sẽ được các bạn tô màu về những bông hoa. Bây giờ mình sẽ tô màu về bông hoa, những bông hoa hồng. Đầu tiên thì mình sẽ tô cái không, gọi là cái màn không hoa trước.
theo mình sẽ tô phượng lá và lá xung quanh.
Liệu xe tô có thân cây hoa hồng?
Mình sẽ tôi ngu ngủ.